Thể thao và đặc biệt là bóng rổ không hề có sự xuất hiện của một lằn ranh ngăn cách về giới tính, màu da và nhất là tuổi tác. Không chỉ riêng Việt Nam mà trên khắp thế giới, càng ở độ tuổi xế chiều thì các lão tướng lại càng mong muốn có nhiều cơ hội để duy trì vận động thể thao mỗi ngày, để rèn luyện sức khỏe và trên hết là niềm vui cùng đam mê. Khái niệm lão tướng trong bóng rổ Việt Nam xuất hiện cũng từ khá lâu, khi những đời vận động viên bóng rổ đầu tiên bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp vì tuổi tác hoặc chấn thương. Chưa có một quy định hoặc điều luật thể hiện độ tuổi ở mức nào sẽ gọi là lão tướng. Tùy theo mỗi sân chơi, mỗi giải đấu mà ban tổ chức sẽ tự quy định độ tuổi để tham gia, nhưng thường thấy thì U40 sẽ là mức tối thiểu để người chơi bắt đầu gọi nhau là lão tướng, còn mức tối đa là không có giới hạn. Thường thì các cầu thủ lão tướng sẽ hoạt động theo nhóm và có khung giờ sinh hoạt cố định. Trên khắp cả nước hiện nay, nhất là các thành phố lớn, có số lượng không ít các nhóm bóng rổ lão tướng được thành lập. Tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh, hai nhóm lão tướng hoạt động mạnh và có quy củ nhất là hội bóng rổ Hữu Nghị Chợ Lớn tại sân trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao và hội bóng rổ Sài Gòn sinh hoạt ở sân Đại học Y Dược. Tôi thì năm nay là ngoài 60 rồi, thành ra cái chuyện tập luyện của tôi là ở đây đó là giống như là để mình giải trí và rèn luyện cái sức khỏe của mình một cách thường xuyên. Nếu bạn suy nghĩ bóng rổ lão tướng sẽ nhàm chán do vấn đề tuổi tác của các cầu thủ thì có lẽ bạn đã lầm. Tuổi tác có gây ảnh hưởng đến thể lực và sức mạnh là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, việc đều đặn tập luyện đã giúp cho các cầu thủ lão tướng từng ngày chống lại những thứ lão hóa kia để có thể tiếp tục bền bỉ trên sân đấu. Chưa kể là kinh nghiệm thi đấu dàn dày cùng sự hiểu ý với các đồng đội lâu năm mang đến những trận đấu của lão tướng thứ bóng rổ phối hợp cổ điển và đầy mê hoặc với những đường truyền tinh tế. Nhờ những yếu tố đó nên các giải đấu lão tướng luôn thu hút được những khán giả trung thành, đó là gia đình của các cầu thủ. Bởi sự cổ vũ của người thân luôn là lời khen đầy ý nghĩa và là nguồn động lực to lớn để các lão tướng tiếp tục thỏa sức cùng đam mê thể thao của mình. Đối với bản thân của các cầu thủ lão tướng, mỗi người đều có một lý do riêng để duy trì tập luyện bóng rổ. Có người thì mê quá bỏ không được, có người thì được anh em rủ rê nên ham vui mà đi, nhưng cũng có những trường hợp phải nhờ bóng rổ để vượt qua được bệnh tật. Hình ảnh các lão tướng miệt mài trên sân bóng với những nụ cười rạng rỡ sẽ là hình ảnh truyền cảm hứng cho tất cả mọi người về trách nhiệm giữ gìn sức khỏe của bản thân, đồng thời tìm được niềm vui trong đam mê ở tuổi xế chiều.